Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự buổi trưa thứ 6 ngày 22 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện quyết định 217-218 của Bộ Chính trị về quy chế giám sát và phản biện xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tham dự chủ trì có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tại điểm cầu Khánh Hòa có sự tham dự của ông Trần Mạnh Dũng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Trần Ngọc Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Sau 5 năm thực hiện quyết định 217-218 của Bộ Chính trị, công tác giám sát phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị xã hội các cấp đã có nhiều chuyển biến tiến bộ và đạt được những kết quả quan trọng. Cấp ủy, chính quyền các địa phương đã quan tâm xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giám sát phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị xã hội tại địa phương. Qua đó đã thể hiện rõ nét chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Ngoài ra, các hoạt động giám sát từng bước đi vào nề nếp. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tích cực bám sát chương trình, kế hoạch của cấp ủy chính quyền và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, những vấn đề xã hội và nhân dân quan tâm. Mặt trận các cấp cũng đã xây dựng báo cáo giám sát và tổng hợp kiến nghị gửi Hội đồng Nhân dân cùng cấp tại các kỳ họp. Sáng nay, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và sở ban ngành liên quan gặp mặt đoàn làm phim tài liệu Ba đứa chúng mình. Đây là bộ phim kể về quá trình hoạt động cách mạng của ba cán bộ lão thành, đó là nhà báo Tôn Thất Vĩ, tức Nguyễn Minh Vĩ, nhà báo Lý Văn Sáu, tức Nguyễn Bá Đàn và đại sứ Võ Văn Sùng. Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bày tỏ lòng thành kính, trân trọng, biết ơn đối với sự đóng góp, cống hiến của ba đồng chí Tôn Thất Vĩ, Lý Văn Sáu và Võ Văn Sung trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của tỉnh Khánh Hòa. Lắng nghe mong muốn, nguyện vọng của gia đình ba đồng chí và các thành viên đoàn làm phim, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân đề nghị bộ phim phản ánh chân thật những giá trị lịch sử, sự cống hiến, đóng góp của ba đồng chí trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Lãnh đạo tỉnh mong muốn qua bộ phim sẽ khơi dậy tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ, nêu cao truyền thống đấu tranh cách mạng. Bộ phim Ba đứa chúng mình tái hiện cuộc hội ngộ và đồng hành trên mặt trận chính trị, ngoại giao, thông tin, tuyên truyền, báo chí của ba cán bộ lão thành trong sự nghiệp cách mạng của Việt Nam nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng. Bộ phim là thông điệp nêu cao tấm gương trong sáng về tinh thần yêu nước, đạo đức cách mạng, tình nghĩa đồng chí đồng đội, cũng như cuộc sống đời thường của ba người con quê hương Khánh Hòa. Bộ phim dài 30 phút dự kiến sẽ hoàn thành nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 2019. Sáng qua, Thành ủy Nha Trang tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018. Năm 2018, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố Nha Trang đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội đã quan tâm chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác dân vận, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo được niềm tin của nhân dân. Thành phố triển khai tốt công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn năm 2018 xuống dưới 1%. Mặt trận Tổ quốc thành phố đã phối hợp với chính quyền, tổ chức thăm hỏi và chia sẻ với các trường hợp bị ảnh hưởng của cơn bão số 8 và bão số 9 với tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng. Ngoài ra, có 97 tập thể, 58 cá nhân triển khai các mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Dịp này, Nha Trang đã khen thưởng cho 5 tập thể và 10 cá nhân thực hiện tốt công tác dân vận tại cơ sở và 5 tập thể, 5 cá nhân thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở. Vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao tổ chức lễ công bố 524 doanh nghiệp đạt danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng Cao năm 2019, trong đó Khánh Hòa có 5 doanh nghiệp được vinh danh. Cụ thể, 5 doanh nghiệp ở Khánh Hòa đạt danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng Cao năm 2019 gồm Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhà nước Một thành viên Yến Sào Khánh Hòa, Tổng công ty Khánh Việt, Công ty Cổ phần Cà phê Mê Trang, Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang và Công ty Cổ phần Phụ liệu May Nha Trang. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, những doanh nghiệp đạt danh hiệu chứng nhận là những doanh nghiệp đã xây dựng được tiêu chuẩn chất lượng thương hiệu trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng Cao không chỉ ghi nhận sự nỗ lực của các doanh nghiệp mà còn khuyến khích việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa đã chú trọng triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đàn bò địa phương. Tuy nhiên, các hộ chăn nuôi phần lớn vẫn theo tập quán truyền thống nhỏ lẻ nuôi quảng canh nên vẫn chưa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Do đó, những năm gần đây, Trung tâm Khuyến Nông đã khuyến khích bà con áp dụng mô hình vỗ béo bò. Mô hình này không chỉ giúp bà con hạn chế được thời gian công sức mà còn mang lại lợi nhuận kinh tế cao. Cách đây hơn 3 năm, anh Phan Ngọc Hiếu ở xã Diên Tân, huyện Diên Khánh được địa phương hướng dẫn tham gia mô hình nuôi vỗ béo bò. Sau một thời gian áp dụng, thấy được hiệu quả kinh tế, gia đình anh quyết định nhân rộng mô hình. Từ 2 con bò, anh Hiếu đã phát triển lên hơn 30 con, đồng thời chủ động sản xuất, xây dựng trang trại, đầu tư kho chứa rơm, trồng cỏ tự nhiên. Chỉ trong 3 tháng, đàn bò của gia đình đã tăng trưởng rất tốt. Bình quân mô hình này đã mang về thu nhập cho gia đình từ 500 đến 600 triệu đồng một năm. Nuôi cũng đơn giản thôi. Rơm cỏ chám thôi, cái ngày mình cho uống hai lần. Tùy theo dạng hình con bò, như con bò nó 2 năm tuổi mà hình dạng nó to thì mình mua cỡ 20 mấy triệu, mình nuôi cỡ chừng 3 tháng, 3 tháng rưỡi mình sức là nó cũng được 30 mấy triệu, nó lời được 7-8 triệu, 8-9 triệu con bò. Trừ phí ra mình cũng còn được 3-4 triệu một con. Theo khảo sát lâu nay, năng suất và chất lượng đàn bò tại Khánh Hòa chỉ ở mức trung bình, trọng lượng đạt trên dưới 300 kg, tỷ lệ thịt xẻ bình quân khoảng 40%. Nguyên nhân là do đàn bò chủ yếu được nuôi theo hình thức nông hộ, chăn thả tự nhiên, nên hiệu quả kinh tế đạt thấp. Trước thực tế này, từ năm 2018, Trung tâm Khuyến Nông đã thực hiện thí điểm mô hình nuôi vỗ béo bò. Theo đó, toàn tỉnh có 18 hộ tham gia với 36 con bò tại các địa phương Cam Lâm, Diên Khánh, Vạn Ninh và Nha Trang. Mô hình hướng dẫn nông dân kỹ thuật, cấp phát thuốc, tẩy giun sán và thức ăn hỗn hợp, tổng kinh phí 3 triệu 700 ngàn đồng một con, trong đó nông dân đối ứng 70%. Sau 3 tháng, một con bò có trọng lượng trung bình là 365 kg, tăng 76 kg. Một con lao động có thể nuôi vỗ 5 bò, thu nhập khoảng 5 triệu đồng một tháng. Ngoài ra, nuôi theo mô hình này, đàn bò ít dịch bệnh, tỷ lệ thất thoát giảm mạnh. Nhận thấy mô hình vỗ béo bò có nhiều ưu thế, Trung tâm Khuyến Nông đã lựa chọn đưa vào chương trình hỗ trợ nông dân hàng năm. Năm 2019, chúng tôi cũng tập trung để chỉ đạo triển khai làm việc các cái mô hình, để nhân rộng các cái mô hình này lên cho bà con chăn nuôi. Con bò cày kéo nó đang gầy thì vỗ béo nó lên, rồi những con bò sinh sản vỗ béo nó lên để nó tiếp tục nó sinh sản, và những cái con bò thịt già rồi thì có thể là mình lại tiếp tục mình vỗ béo để mình bán, mình kiếm lời, hoặc là đâu đó có những cái đàn bò khoảng 5-30 con mà đang gầy thì mình lại vỗ nó lên để mình làm cho bản thân mình, còn chưa nói đến cái mục đích là kinh doanh bên sau. Đấy là cái đó, để nói như vậy là cái quan trọng nhất, để là phổ biến rộng rãi ở cái chuyện này, cái tiến bộ kỹ thuật này, để cho người chăn nuôi hiểu và ứng dụng nó tùy theo trường hợp. Và đặc biệt là cả cái vùng mà ví dụ như vùng Diên Khánh, miền Tây Diên Khánh, vùng Thanh Vĩnh, vùng Cam Lâm. Trong những năm gần đây, đàn bò của Khánh Hòa ít có sự biến động, thường ở mức 65 đến 70 ngàn con. Một phần vì bà con e ngại không tăng đàn vì hiệu quả kinh tế chưa đúng như mong đợi. Vì vậy, việc nhân rộng mô hình mới, áp dụng kỹ thuật nuôi phù hợp nhằm cải thiện về năng suất và chất lượng là giải pháp cần thiết để ngành chăn nuôi bò Khánh Hòa phát triển, từ đó tạo nguồn thu nhập ổn định cho người chăn nuôi. Hiện nay, các ban ngành của huyện Diên Khánh đang gấp rút hoàn thành các phần việc để thực hiện chủ trương đưa Diên Khánh trở thành đô thị loại 4 vào cuối năm này. Đây cũng là tiêu chí quan trọng nhất trong các tiêu chí đưa huyện trở thành thị xã vào trước năm 2020. Tính đến thời điểm này, huyện Diên Khánh đã có 39 tiêu chuẩn đã đạt và vượt mức tối đa của tiêu chuẩn quy định của đô thị loại 4, như mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, cơ sở giáo dục đào tạo cấp đô thị, công trình thương mại, dịch vụ cấp đô thị, tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị, điện, môi trường. 12 tiêu chuẩn đạt trên mức tối thiểu nhưng chưa đạt điểm tối đa, như thu nhập bình quân đầu người so với cả nước, cơ sở y tế cấp đô thị, tỷ lệ vận tải hành khách công cộng cấp đô thị, tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch. Tuy nhiên, huyện còn 9 tiêu chuẩn chưa đạt theo quy định, như tỷ lệ tăng dân số hàng năm của huyện còn thấp, diện tích đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng đô thị thấp, chưa có hệ thống xử lý nước thải đô thị, mật độ đường cống thoát nước chính còn ít. Mới đây, các ban ngành của huyện đã họp thông qua dự thảo đề án phân loại huyện Diên Khánh là đô thị loại 4 để sắp tới trình Hội đồng Nhân dân huyện thông qua trước khi trình Sở Xây dựng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho ý kiến để trình Bộ Xây dựng ra quyết định công nhận vào cuối năm nay.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc khảo sát địa điểm điều chỉnh bổ sung quy hoạch giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đến nay, huyện Khánh Vĩnh đã xác định được hai địa điểm phù hợp. Các địa phương gồm Vạn Ninh, Ninh Hòa, Khánh Sơn, Cam Ranh, mỗi địa phương đã xác định được một địa điểm. Diên Khánh và Cam Lâm đang tập trung khảo sát vị trí phù hợp để đưa vào quy hoạch. Riêng thành phố Nha Trang, địa điểm được phê duyệt tại thôn Phước Sơn, Phước Đồng đang được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho các sở ngành và Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang tham mưu bãi bỏ và nghiên cứu điều chỉnh mục đích sử dụng. Đến nay, chưa tìm được địa điểm phù hợp. Sáng nay, Hội đồng đội thành phố Nha Trang tổ chức hội thi chỉ huy đội giỏi năm học 2018-2019. 50 đội viên của 26 liên đội các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố đã tham gia hội thi. Trong 2 ngày, các em sẽ trải qua 9 môn thi, từ kiến thức lịch sử truyền thống đến kỹ năng công tác đội, kỹ năng sống và ứng dụng thực tiễn. Những hoạt động tập thể, làm việc nhóm, đặc biệt là phần thi thực hành nhóm tự đi chợ mua nguyên liệu và nấu bữa cơm gia đình. Hội thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đội trong nhà trường, giúp học sinh nhận thức tốt việc thực hiện chương trình rèn luyện đội viên, đồng thời phát hiện bồi dưỡng chỉ huy đội tiêu biểu để tham gia có chất lượng hội thi cấp tỉnh trong thời gian tới. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.